Băng Châu và Việt Hoàng xin gửi lời chào đến quý vị đang theo dõi bản tin trong ngày của đài CBN trên băng tần 18.14 cùng với những nội dung chính sau đây. Phi cơ chở gần 100 người gặp nạn ở Kazakhstan. Người Iraq biểu tình bác bỏ đề cử chức thủ tướng của Adani. Đảng Cộng Hòa dự đoán Tổng thống Trump sẽ được tha bổng tại phiên luận tội ở Thượng viện. Việt Nam gắn tội hình sự cho một số nhà hoạt động chính trị. Và sau đây, xin mời quý vị cùng đến với phần tin thế giới mở đầu với Băng Châu. Kính thưa quý vị, phi cơ chở gần 100 người gặp nạn ở Kazakhstan. Một chiếc phi cơ chở gần 100 người đã rơi xuống gần phi trường Almaty ở Kazakhstan, khiến cho ít nhất 12 người thiệt mạng. Phi trường Almaty cho biết vào sáng thứ Sáu, những người sống sót và nhân viên cấp cứu đã có mặt tại hiện trường ở làng Almerek, ngay phía cuối phi đạo. Cảnh quay từ trang web được nối dây xuất hiện cho thấy chiếc phi cơ Fokker 100 đã đâm vào một tòa nhà. Chiếc phi cơ số hiệu chuyến bay là Z92-100 đang chở 93 hành khách và 5 phi hành đoàn. Các dịch vụ khẩn cấp đã tìm kiếm trong đống đổ nát ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn. Kazakhstan đã tuyên bố một ngày quốc tang vào ngày thứ Bảy cho các nạn nhân của tai nạn này. Trong số những người thiệt mạng có Dana Kruklova, là một biên tập viên 35 tuổi cho trang web informbureau.kz. Trong một bài đăng trang này cho biết, Kruklova đang đi từ Almaty đến thủ đô Nur Sultan để ăn mừng năm mới cùng với gia đình. Người Iraq biểu tình bác bỏ đề cử chức thủ tướng của Adani. Người biểu tình ở Iraq hôm 27 tháng 12 đã bác bỏ đề cử của Azad al-Adani, thống đốc tỉnh Basra phía nam, vốn muốn thành lập chính phủ tiếp theo. Trong một tuyên bố, những người biểu tình đã buộc tội al-Adani tham nhũng và mô tả ông là một trong những con rối của Iran và tại Iraq. Khối Bina được liên kết với các đơn vị huy động phổ biến BMF do Iran hậu thuẫn đã đề cử al-Adani làm thủ tướng mới vào thứ Tư. Và trong tuyên bố của mình, những người biểu tình nói rằng người dân Iraq từ chối đề cử của al-Adani vì ông chịu trách nhiệm giết người biểu tình ở Basra và vì những vi phạm trắng trợn đối với người dân của tỉnh. Tuyên bố nói thêm rằng, cách mạng tháng 10 đã được phát động chống lại những người như al-Adani. Tấn công ở vùng Tây Bắc Libya, hai thường dân thiệt mạng. Hai thường dân đã thiệt mạng và 8 người khác bị thương vào hôm thứ Năm vừa qua trong một cuộc không kích của lực lượng Đông Libya thuộc Tây Bắc Libya. Theo quan chức, bệnh viện địa phương cho biết, phi cơ phản lực trung thành với chỉ huy quân sự Khalifa Haftar đã ném bom vào thành phố Al-Zawiya. Theo bệnh viện Al-Zawiya, trước đó vào ngày thứ Năm, Chính phủ Hiệp định Quốc gia GNA được Liên Hợp Quốc công nhận trong một tuyên bố rằng nhiều thường dân đã thiệt mạng và bị thương do một cuộc không kích liên kết với lực lượng Haftar, làm cho một cửa hàng dược phẩm và thương mại bị hư hại trong thành phố, mà không đề cập đến một con số chính xác. Al-Zawiya là một trong những thành phố tuyên bố có ác cảm công khai đối đầu với lực lượng Haftar, là người đang lãnh đạo một cuộc tấn công kể từ tháng 4 ở thủ đô Tripoli trong nỗ lực để chiếm được nó, nhưng cho đến nay đã thất bại trong việc vượt ra ngoài vùng ngoại ô của thành phố. Trong khi đó, thì hàng ngàn dân thường Syria vẫn tiếp tục di tản khỏi Idlib. Bất chấp các cuộc không kích đã chấm dứt, hàng ngàn người Syria vẫn tiếp tục chạy trốn khỏi tỉnh Idlib phía tây bắc của đất nước với nỗi sợ bị bắn phá. Các cuộc không kích của Nga và chế độ cầm quyền Syria đã dừng lại ở vùng đất này vào thứ Tư ngày 25 tháng 12 sau lời kêu gọi của Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, hàng ngàn cư dân đã và vẫn đang di chuyển tới gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Syria do các cuộc tấn công gia tăng từ mặt đất và trên không suốt thời gian qua. Hiện những người này gặp khó khăn trong việc tìm nơi trú ẩn vì các trại tạm trú đã đầy. Ngoài ra, không có các không gian để cắm lều và cơ sở hạ tầng mới, trong khi ngày càng có ít viện trợ hơn. Các cảnh quay trên không của hãng tin Anadolu Agency Video News, hay được viết tắt là AAVN, cho thấy một trại tị nạn khốn khổ gần làng Khwarama
nằm gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, nơi có hàng ngàn người đang trú ẩn trong các lều tạm bợ trong khu vực phủ đầy bùn. Kính thưa quý vị, cảnh sát biển Tây Ban Nha cứu một thuyền chở 24 người di cư. Một tàu bảo vệ bờ biển Tây Ban Nha đã đón một chiếc thuyền chở 24 người di cư châu Phi ở Đại Tây Dương vào ngày thứ Sáu 27 tháng 12 và di chuyển họ đến cảng Aquinquin ở đảo Gran Canaria. Những người di cư bao gồm 18 nam, 3 nữ, một trẻ vị thành niên và hai em bé. Cảnh sát biển cho biết tất cả họ đều có sức khỏe tốt. Được biết, hàng ngàn người di cư từ châu Phi và Trung Đông bắt đầu cuộc hành trình đầy nguy hiểm bằng đường biển mỗi năm với hy vọng sẽ đến được châu Âu. Bộ Nội vụ Tây Ban Nha báo cáo rằng tính đến ngày 1 tháng 12, tổng cộng 24.031 người di cư bất hợp pháp đã đến Tây Ban Nha bằng đường biển, ít hơn 29% so với cùng kỳ của năm ngoái. Tàu từ thiện Đức cứu 32 người di cư Địa Trung Hải. Con tàu từ thiện Alan Kurdi đã kịp cứu một chiếc thuyền cao su chở 32 người di cư trước một cơn bão sắp xảy ra trên Địa Trung Hải hôm thứ Sáu ngày 27 tháng 12. Theo nhóm giải cứu mắt biển, tất cả họ đều nói rằng họ là công dân Libya. Và những người di cư này đã được giải cứu từ một chiếc thuyền cao su ngoài khơi Libya 2 giờ sau khi con tàu Alan Kurdi nhận được một cuộc gọi khẩn cấp với tọa độ cho vị trí của con thuyền vào tối thứ Năm vừa qua. Trong số những người được cứu, có một phụ nữ mang thai và 10 trẻ em, và em bé nhỏ nhất chỉ mới 3 tuổi. Phát ngôn viên của CI Julian Parkler cho biết thời điểm này trong năm rất nguy hiểm đối với những người di cư đang mắc kẹt trên Địa Trung Hải, vì thời tiết có thể thay đổi một cách bất ngờ. Tàu cứu hộ của Đức hiện đang hướng đến đảo Lampedusa của Ý, và nơi đó cũng đã được đưa tới những người tị nạn giải cứu hồi đầu tháng này. Một bản tin từ Đông Nam Á đánh đi cho biết Đài Loan cho biết sẽ thông qua luật mới chống sự can thiệp của Trung Cộng. Tổng thống Đài Loan cần phải thông qua một đạo luật chống xâm nhập có kế hoạch để đối mặt với các mối đe dọa từ Trung Cộng. Tổng thống Thái Anh Văn đã nói vào hôm thứ Sáu, tố cáo chính sách của Trung Cộng đối với nó là phi logic và đạo đức giả. Đạo luật này là một phần trong nỗ lực kéo dài nhiều năm để chống lại những gì mà nhiều người ở Đài Loan coi là những nỗ lực của Trung Cộng nhằm tác động đến chính trị và tiến trình dân chủ của hòn đảo này, thông qua tài trợ bất hợp pháp của các chính trị gia và giới truyền thông cùng các phương thức ngầm khác. Và được biết, Trung Cộng tuyên bố Đài Loan là lãnh thổ của mình, sẽ dùng lực lượng quân sự để khống chế nếu cần thiết. Trong khi đó, thì Đài Loan cho biết đây là một quốc gia độc lập, được gọi là Trung Hoa Dân Quốc, tên chính thức của nó. Đảng Dân Chủ Tiến Bộ DPP cầm quyền Đài Loan đã bắt đầu thúc đẩy đổi mới luật pháp trước cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội vào ngày 11 Tây tháng Giêng. Chồng cũ của công chúa Na Uy từ tử, nhà văn Ari Ben, chồng cũ của công chúa Na Uy Martha Luzi, từ tử ở tuổi 47 vào đúng ngày lễ Giáng sinh. Với nỗi buồn vô hạn từ đáy lòng, chúng tôi, những người thân thiết nhất của Ari Ben, xin thông báo anh ấy đã từ tử. Chúng tôi yêu cầu sự tôn trọng quyền riêng tư trong thời gian tới. Kyle Harkonsen, quản lý của ông Ben, thông báo hôm thứ Tư, và ông Ben cùng công chúa Na Uy Martha Lucy kết hôn vào năm 2002, nhưng địa vị thường dân của nhà văn không thay đổi và ông không nhận được tước hiệu hay đặc quyền nào từ hoàng gia. Hai người tuyên bố ly thân vào năm 2016 sau 14 năm chung sống và ly dị một năm sau đó. Hai người có ba cô con gái là Maud Angelica, 16 tuổi, Lia Isadora, 14 tuổi và Amma Talula, 11 tuổi. Vua Harald đệ nhị của Na Uy tối thứ Tư cũng ra tuyên bố cho biết ông và hoàng hậu rất đau buồn khi nhận được tin Ari Ben qua đời. Và Ari là một phần quan trọng trong gia đình chúng tôi, và chúng tôi luôn mang theo những ký ức ấm áp yêu thương về cậu ấy. Chúng tôi rất đau lòng vì các cháu đã mất đi người cha thân yêu, và xin chia buồn với cha mẹ cùng người thân của Ari, và vua đã nói như vậy. Công chúa Lucy vẫn chưa lên tiếng về sự ra đi của chồng cũ. Vào ngày Giáng sinh, công chúa đã cùng hoàng gia và bạn trai mới người Mỹ Durek Verrett, 45 tuổi, tham dự thánh lễ tại nhà thờ ở Oslo. 20 người chết vì bão Fanfan. Cơn bão quét qua miền Trung Phi Luật Tân vào ngày Giáng sinh đã khiến ít nhất 20 người thiệt mạng và khiến hàng ngàn người khác phải rời bỏ nhà cửa. Đồng thời, nó cũng tàn phá nhiều ngôi nhà, gây lũ lụt, lở đất và cúp điện. Thị trấn Duyên Hải Batat ở tỉnh Iloilo bị tàn phá nặng đến mức một viên chức gọi nơi này giống như thị trấn ma. Bão Fanfan, tên gọi của địa phương là Ursula,
đổ bộ vào 7 địa điểm ở các vùng đông Visayas, Tây Visayas và Mimaropa vào chiều thứ Tư với sức gió 120 cây số giờ, gió giật 150 cây số giờ. Phần lớn trong 20 trường hợp tử vong đều do chết đuối, cây gãy và bị điện giật. Ngoài những người thiệt mạng, nhà chức trách cũng nhận tin báo về 6 người mất tích. Hơn 25.000 người đã bị kẹt tại các cảng biển sau khi vệ binh Duyên Hải cấm mọi tàu chở khách và tàu hàng rời bến cảng. Hàng chục chuyến bay quốc tế và nội địa cũng đã bị hủy bỏ. Vào tối khuya thứ Năm, bão Phanphon đã tiến dần ra Biển Đông. Dù yếu hơn, nhưng bão Phanphon có đường đi giống bão Haiyan, là cơn bão nguy hiểm nhất từng được ghi nhận ở Philippines, khiến hơn 7.300 người thiệt mạng và mất tích vào năm 2013. Bão Phanphon cũng tấn công đảo Boracay ở tỉnh Auckland, gây lũ lụt và khiến cho nhiều ngôi nhà bị hư hại. Người Hồng Kông tuần hành tại các khu thương mại. Hàng trăm người biểu tình đã tuần hành qua các khu mua sắm ở Hồng Kông vào thứ Năm, cản trở kinh doanh tại đặc khu này trong mùa lễ và buộc cảnh sát phải đóng cửa một khu thương mại trong một quận có nhiều du khách. Phong trào biểu tình shopping đã nhắm vào các khu thương mại trên khắp Hồng Kông kể từ ngày 24 tháng 12, đôi khi trở nên bạo lực, khiến cảnh sát lại phải dùng hơi cay để giải tán người biểu tình tại các khu vực có đông người mua hàng và du khách. Tuy số người tuần hành vào thứ Năm có ít hơn so với hai ngày trước đó, nhưng cảnh sát chống bạo động vẫn tuần tra tại các khu trung tâm mua sắm ở khu Cửu Long và khu Tân Giới. Hàng chục cảnh sát cầm khiên và dùi cui đã đứng bao vây tại trung tâm thương mại Langham Place ở quận Timshatuis và sau khi những người biểu tình mặc áo đen tràn vào nơi này. Nhiều người biểu tình cáo buộc cảnh sát dùng vũ lực quá mức và yêu cầu chính quyền điều tra. Ngược lại, cảnh sát nói họ chỉ dùng vũ lực tối thiểu để kiểm soát đám đông hỗn loạn. Vào thứ Năm, một số người đã bị bắt tại một khu thương mại ở Tai Po, phía bắc khu trung tâm hành chính của Hồng Kông, và chính quyền Hồng Kông đã chỉ trích những hành động bạo lực chưa từng có tiền lệ của người biểu tình và nói rằng việc bảo vệ tự do và nhân quyền vẫn là các ưu tiên hàng đầu. Xin quý vị đừng rời màn hình của đài CBN trên băng tần 18.14. Sau một vài thông tin bảo trợ cho đài, chúng tôi sẽ trở lại với phần tin Hoa Kỳ.